Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh chị em và các bạn một món ăn cũng khá là ngon và lạ miệng, đó là món bánh khoai môn xào thịt. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị gồm có 385 g khoai môn, 150 g bột năng, 100 g thịt heo xay, 25 g tôm khô mình đã ngâm với nước ấm để cho mềm và rửa sạch. Năm mươi gram cà rốt, hành lá, một củ hành tím, 50 g nấm mèo mình cũng đã ngâm nở. Mình ướp thịt với nửa muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm gà, chút xíu tiêu. Nửa muỗng cà phê dầu mè. Nửa muỗng cà phê dầu hào. Mình nấu nước sôi và cho khoai môn vào hấp chín.
mình hấp trên lửa lớn. Mình hấp khoai được 15 phút. Khoai đã chín rồi, bây giờ mình sẽ cho ra dĩa. Lúc khoai còn nóng thì mình nên nghiền, tại vì còn nóng thì mình dễ nghiền nát hơn. Cho một lớp bột năng vào trong thau. Tiếp theo mình cho hết phần khoai môn vào. Mình cho bột năng từ từ vào. Mình nhồi. Mình cho hết 150 g bột luôn. Mình sẽ tiếp tục nhồi cho đến khi bột nó mịn. Sau khi nhồi bột được 10 phút thì mình được một khối bột mịn như vậy. Và mình sẽ ủ bột. Mình ủ bột 15 phút. Sau đó vo viên bột. Rồi mình ấn dẹp như vậy. Cho vào luộc. Cái bánh chín mình vớt ra cho vào trong thau nước lạnh. Sau khi ngâm được 5 phút thì mình sẽ đem đi đổ ra rổ và để cho ráo nước. Mình cho một chút dầu ăn vào đây để bánh không có bị dính. Khoảng nửa muỗng canh dầu ăn. Cho 2 muỗng canh dầu ăn. Cho đầu hành lá băm và củ hành tím vào phi cho thơm. Khi hành tím và hành lá đã thơm rồi thì mình cho tôm khô vào xào trước, để cho tôm khô nó săn lại và nó thơm hơn. Bởi vì khi tôm khô tiếp xúc trực tiếp với dầu ăn thì nó sẽ thơm hơn là một chút nữa mình cho vào sau. Nếu các bạn không có thích mùi tôm khô thì mình không cần cho tôm khô cũng được. Rồi xào 30 giây, mình cho thịt nạc vào. Mình có thể thay thế tôm khô bằng tôm tươi cũng được nha. Rồi mình xào thịt trên lửa lớn. Xào 1 phút cho thịt nó tái tái lại rồi. Mình cho cà rốt. Nấm mèo.
mèo vào là mình phải hạ nhiệt độ xuống nha các bạn, mình hạ lửa xuống còn không là nó nổ đó. Rồi xào nấm mèo từ 1 đến 2 phút thì mình cho bánh vào. Mình để lửa số 5. Rồi mình nêm gia vị cho vừa ăn nha. 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Muỗng cà phê nước tương, nửa muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê dầu hào, hành lá. À, bây giờ mình mở lửa lên số 7. Trước khi mình nhắc xuống mình sẽ mở lửa lên số 7. Rắc vô một ít tiêu, một muỗng cà phê dầu mè cho thơm. Trộn đều lên và mình tắt bếp được rồi. Cảm ơn chị em và các bạn đã xem món ăn này. Nếu như mà anh chị em các bạn thích thì cùng vào bếp để nấu cho gia đình của mình nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình. Cảm ơn chị em và các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.